Các bạn đều biết là trong việc chơi âm thanh thì nó cũng giống như là chúng ta chơi xe hơi hay là chơi xe máy hay là chơi sưu tầm đồng hồ cổ. Thì mỗi một người đều có những cái nhu cầu khác nhau và đặt ra những cái tiêu chí khác nhau, sau đó đi lựa chọn những cái sản phẩm nó có thể đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Thì các bạn thấy đó là lý do tại sao rất nhiều người thích sản phẩm này mà lại không thích sản phẩm kia. Thì các bạn thấy hiện nay trên thị trường thì những người thích những dàn máy hầm hố hoành tráng, nhìn nó khủng bố thì cũng có. Và có những người lại thích những dàn máy nó nhỏ nhắn, tinh tế, tinh khiết, cũng có. Thì các bạn thấy là không nên đem cái sở thích của mình để áp đặt cho người khác. Có nhiều người sang nhà hàng xóm thấy người ta chơi những cặp loa rất là nhỏ nhắn thôi, rất là gọn gàng, tinh tế, mà hỏi thì thấy nó rất là đắt, thì mới giật mình bảo: ui, số tiền lớn như thế sao không mua cái bộ dàn máy nó hoành tráng như của tôi, bày cho nó hầm hố. Nhưng không phải đâu ạ. Mỗi người yêu thích một cái giá trị, và chỉ khi nào mình thấy được những cái giá trị mình cần trên những sản phẩm mà nó có thể chứa đựng nó, thì mình mới có thể mua. Thì các bạn thấy là tôi vẫn nói cái câu chuyện là chúng ta gặp hai cái người phụ nữ đấy, cô A và cô B đấy, tôi vẫn nói câu chuyện này rồi mà. Thì tại sao tôi lại lấy cô A mà tôi không lấy cô B? Bởi vì cô A này có những cái phẩm chất mà tôi cần mà cô B lại không có, mà cô B lại có những cái phẩm chất mà người khác cần nhưng tôi lại không cần. Thì các bạn thấy đó là cái việc chúng ta đi lựa chọn những dàn máy như thế. Thì các bạn thấy đó là lý do cũng rất nhiều người yêu thích dòng Labot, và đặc biệt dòng Labot được yêu chuộng tại những thị trường kiểu như thị trường Việt Nam chúng ta, dành cho những người có nhu cầu nghe nhạc khắt khe, tinh tế nhưng lại có thể hát karaoke được. Thì các bạn thấy đó là cái dòng loa lưỡng tính. Tôi vẫn nói rồi, loa Bose là dòng loa lưỡng tính, không phải tất cả loa Bose đều hát karaoke được. Thì các bạn thấy những cái dòng phổ biến hát được, như ví dụ như 301, series 2, series 3, series 4, series 5, những dòng 4.2, series 2, các dòng 501 cho đến 501 series 4, các dòng đầu 6, đầu 7, đầu 9, vân vân. Những cái dòng 363 hay 464 thì các bạn không nên hát karaoke. Các bạn nhớ những cái mẫu đó là sản xuất ra để nghe nhạc chuyên sâu thì nó lại khác. Thế các bạn thấy là đối với những cái dòng loa Bose kiểu như trước mắt các bạn ấy, đó là những cặp loa Bose 301 series 3 màu đen trùng series, còn zin gân nguyên bản. Tôi nhắc lại, đây là những cặp loa Bose 301 series 3 màu đen này, trùng series này, gân zin nguyên bản này. Nguyên cặp loa này có giá 12.500.000 đồng, giúp cho các bạn có thể nghe nhạc với âm thanh cực kỳ khắt khe, tinh tế, và các bạn có thể hát karaoke theo cái cấu hình tôi ghép kiểu như thế này để các bạn tham khảo. Thế thì tại sao lại nhiều người yêu thích loa Bose nhỉ? Tại sao nhiều người lại thích loa Bose đến thế? Thì thưa với các bạn như thế này, trên những cái cặp loa Bose ở bất cứ một cái phân khúc nào ấy, thì hãng Bose ấy, người ta đều gửi gắm ở đó tất cả những cái tinh hoa công nghệ của hãng. Một đầu tiên đó chính là cái công nghệ Everywhere Citizen, tức là cái công nghệ âm thanh nổi tràn khắp mọi nơi, và cái góc phủ âm thanh của nó rất rộng, cho nên các bạn thấy là cách bố trí hai cái mid chép xoay ngược như thế kia cả làm cho âm thanh của nó lan tỏa khắp các căn phòng của các bạn. Và đặc biệt là các bạn thấy là những cặp loa nằm như thế này thì có thể bố trí theo kiểu hướng loa chép vào trong hai bên, hoặc là chúng ta có thể xoay loa chép ra ngoài. Các bạn thấy video này tôi đã hướng dẫn cách bố trí loa Bose rồi. Và một cái thứ nữa là nó đã áp dụng cái công nghệ audio matrix, tức là cái công nghệ ma trận âm học, làm cho âm thanh của nó có cái độ lan tỏa, cái sức mạnh của cái sóng âm có thể vang xa nhất, dội xa nhất. Và các bạn sẽ thấy âm thanh của nó luôn luôn đem lại, một đó là tiếng bass của nó rất là chắc. Thằng Bose này thì các bạn thấy là bass của nó rất là trầm và chắc, bass của Bose rất chắc và bass của Bose không bao giờ lùng nhùng đấy. Và thứ nữa, các bạn thấy âm thanh của nó khá là nhuyễn ở giải cao, và âm thanh nó bóc tách cái tiếng mid rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao các bạn nghe nhạc các bạn thấy cái tiếng nhạc cụ đấy, nó rất là nổi và giọng ca sĩ rất là rõ ràng. Khi mà các bạn để ý những cái bản tôi test karaoke, âm thanh nó rất sạch. Trên những thằng 301 series 3, 301 series 2, âm thanh nó rất sạch. Còn những dòng đầu cao hơn thì càng đắt tiền thì nó càng sạch sẽ hơn. Đấy. Thế thì ở đây các bạn thấy tôi ghép với một chiếc ly đền ông. Đấy, cái dòng đền ông thì nó lại rất là hợp. Đây là đền ông 2000 này. Tôi có đủ cả đền ông 2000 này, 2000 2 la 3 la 3 la mã này, 4 la mã này, rồi 2000 RE này, 1500 R này. Về cơ bản ấy thì thằng đền ông nó hợp với Bose ở cái chỗ là cái tiếng bass của đền ông quánh đai nó rất là chắc đầm, nó lại hợp với tiếng bass rất là chắc vốn có trên thằng loa Bose. Thì đây là lý do rất nhiều người đã lựa chọn âm ly đền ông đánh để nghe những cái dòng nhạc đang thịnh hành bây giờ. Nhưng các bạn cũng có thể sử dụng đây này, những cái dòng cover, những cái bộ kéo đẩy cover 500X này này. Đấy, đánh những dòng Bose thì khỏi nghĩ rồi. Đây là bộ rất là gấu khủng, hết số của thằng cover Mỹ này. Và các bạn thấy những cái dòng cover 1090, 1060 đấy, cũng có thể đánh những dòng loa Bose kiểu như này, sẽ cho âm thanh vô cùng là êm ái và tiếng bass của nó lại mềm trầm. Nhưng đánh bằng đền ông thì nó cho cái tiếng bass chắc khỏe. Đấy, thì đó là lý do rất nhiều người đã sử dụng. Ở đây ở giữa thì các bạn nhìn thấy này, tôi sử dụng một con vang, đó là vang cơ CAVS K3000 có giá 2.500.000 đồng.
tiếng, có 5 chế độ chống hú chống rít. Trên cùng là mic CAV ST4S một đầu thu 2 tai mic cho âm thanh cực kỳ trong trẻo. Nó sử dụng băng tần UHF này, tăng cường cái tính bảo mật và âm thanh trở nên rõ nét. Giá 3 triệu đồng cho bộ mic này và vang là 2 triệu 500 ngàn đồng. Âm ly thì có giá dưới 20 triệu đồng, cặp loa thì có giá 12 triệu 500 ngàn đồng. Cấu hình tôi ghép để các bạn tham khảo, còn cơ bản thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc âm ly phù hợp với cái mức giá. Thậm chí là kể cả những cái dòng âm ly Technic, những dòng âm ly Yamaha của Sony chỉ vài triệu thôi cũng có thể đánh vào cặp loa Bose này, rất là hoàn hảo. Và bây giờ thì tôi sẽ test âm để các bạn sẽ cùng tôi thưởng âm và các bạn sẽ thấy âm thanh của nó. Một là bass cực kỳ chắc, bass chắc trầm, và thứ nữa là âm thanh ở giải cao nhuyễn và lời chúng ta cực kỳ sắc nét chi tiết và cái độ tĩnh sạch. Tôi nhấn mạnh các bạn là cái độ tĩnh sạch. Thì nhiều cặp loa full các bạn mua đắt tiền lắm, 30 triệu 20 triệu, nhưng mà xin thưa các bạn, xét về độ tĩnh, độ sạch và cái độ chuyên nghiệp của âm thanh thì không bằng những cặp loa Bose này đâu. Đó là lý do mà đó cũng là những cái giá trị mà nhiều người chơi audio hiểu được và người ta tìm mua loa Bose là có lý do của nó cả.